bàn nha. Bộ quần áo đắt tiền nhá. Mình là tem của anh ơi. Fan. Này, đây là fan hâm mộ. Lực, lực, anh lực tiền. Tem của anh nhá. Được tiền yêu cô đấy. Chia bọn tao một nửa nhá. Chia nhá. Các bạn cảm thấy bộ quần áo này đấu giá đi anh em. Đấu giá đi. 20 triệu. 80 triệu. Thằng kia. 100. Mày giá vô đây con danh con kìa. Để lại cái sống xa mưa được đâu. Từng lá từng thành ở đây là lao nhảy đây. Xin chào các bạn nha, hôm nay bọn mình đi bắt chim én. Chào bà con nha. Chào nha, chào bà con nha. Chào 500 anh em đang đi phượt lộ én nha. Xin chào tất cả các bạn ơi, quay trở lại với Ngây Tiểu TV Vlog. Hôm nay mình Hải làm Vlog chưa? Anh lỏi Vlog chưa? Hôm nay mình làm cái nồi to khủng lồ của bà Tơn Vlog. Hôm nay sẽ đây. Mắc đây luôn. Mắc cái nào rồi. Chị ơi, ôi này nè. Nộp cơ nữa. Mày. Em vô dù cả rồi. Ôi, mà em lại mau kéo. Ăn ké. Cái con trẻ mày có kéo. Cái con trẻ mày có kéo hả? Quay vẫn làm đi. Cười khẳng tay rồi anh. Nhìn bé em. Từ lá hải em. Được chưa? Chưa lắm kéo. Làm lắm còn gì. Hello nha. Ui ui. Siêu tiên. Chim gì đây? Ui chim én nhiều thế. Căng nhanh lên. Anh em đang dạy anh em cách căng lưới để bắt. Cái này là lưới, lưới tàng hình nha anh em nhá. Lưới tàng hình. Cái này chim không bao giờ nhìn thấy được. Xá lắc nả lắm rồi anh ơi, áo xá lắc nả nó rồi. Xá lắc nả nhá thăng. Khát chóng lắm bãi đó. Thật trình mà rồi đấy. Đi phóng thật trình nè. Ừ. Quân là sàn đấy. Que sàn to. Cần tay hơn dẻo thôi. Cái cổng và cổng măn bơ qua cây gần. Măn ăn bẻ hả? Hâu do nắn. Thật trình nè. Kìa măn. Chéo nữa. Ông ơi, họ muốn kiểu tăng canh nữa. Má khảo bắt thử hoa xây. Ủa, phụt luồng gần. Mưa to vãi luôn. Ui nè. Ngược cháo hẳn một tốc à. Chị phụt tăng mưng ạ. Nè, dệt gì có nô. Cắn chéo về á. Anh em đang đang lưới bắt chim én này. Cần cảnh bắt chim én nhá. Cú nó con đi. Anh em thấy hay thì hãy để cho lại mình cho một like và một share chia sẻ nhá. Chị mừng chị cố thằng nó sáng lắm anh. Bài bản cố. Chào con nha. Bố mẹ ăn được anh. Đi bà ơi. Cuộc sống này thôi. Cũng bằng. Tăng
Này. A Lử lên tỉnh. Hiện tại bây giờ bọn tôi đang đang cái nhau về răng cái lưới để ngu như bái lồn. Đâu cái? Thêm việc việc, nghe việc vượt đi. Dạ, hôm nay rồi, quay lại cấp rồi đâu. Ta đây nha, ta đây. Bà con nha, có thấy hay hay không? Mà thấy hay ấy, like và subscribe chia sẻ cho bọn tôi nha. Come,